Sachari, chương 7. Các kỳ kiêng ăn. Thắc mắc về việc kiêng ăn. Trong năm thứ tư triều vua Darius, vào ngày mùng 4 tháng 9, tức là tháng Kích Lêu, có lời Đức Giô-va phán với Sachari. Lúc ấy, người thành Bê-tên phái Sa-rết-xê và Rê-ghem-mê-lét cùng một số người theo họ đến nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Họ hỏi các thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va vạn quân và các nhà tiên tri rằng: chúng tôi có nên khóc lóc và biệt mình ra thánh vào tháng thứ năm như vẫn thường làm trong nhiều năm nay chăng? Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán với tôi rằng: hãy nói với toàn dân trong xứ và các thầy tế lễ rằng: các ngươi kiêng ăn và than khóc trong tháng 5 và tháng 7 suốt 70 năm nay. Có phải các ngươi vì chính ta mà thật sự kiêng ăn không? Khi các ngươi ăn uống, chẳng phải các ngươi vì mình mà ăn uống hay sao? Chẳng phải đó là lời Đức Giê-hô-va kêu gọi qua các nhà tiên tri thời xưa, khi Jerusalem và các thành phụ cận còn dân cư và được thịnh vượng, cũng như khi Negev và Sơ-phê-la có dân cư ngụ hay sao? Bị trừng phạt vì không vâng giữ lời Chúa. Sau đó có lời Đức Giê-hô-va phán với Sa-cha-ri. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: hãy xét xử thật công minh. Ai nấy hãy lấy sự nhân từ và thương xót đối xử với anh em mình. Đừng áp bức kẻ mồ côi, người quá bụa, khách tạm trú hay là kẻ nghèo khó. Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại anh em mình. Nhưng chúng không chịu lắng nghe, bướng bỉnh quay lưng lại và làm cho tai mình trở nên nặng để khỏi phải nghe. Chúng làm cho lòng mình cứng như đá kim cương để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã truyền phán bởi thần Ngài qua các nhà tiên tri thời xưa. Vì vậy, có cơn thịnh nộ rất lớn đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: khi ta kêu gọi, chúng không chịu nghe thế nào, thì khi chúng kêu cầu, ta cũng không nghe thế ấy. Ta đã làm tan tác chúng như bởi một cơn gió lốc cuốn đi khắp các nước mà chúng chưa từng biết. Phía sau chúng là một xứ sở đã trở nên hoang vu, đến nỗi không còn ai qua lại. Chúng đã làm cho đất nước tươi đẹp trở thành hoang tàn. Sa-cha-ri, chương 8. Lời hứa phục hồi Jerusalem. Lại có lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán như sau. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ta đã phát ghen dữ dội vì Si-ôn, ta vô cùng ghen tức vì nó. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ trở lại với Si-ôn và sẽ ở giữa Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật. Núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: sẽ còn có những ông cụ, bà cụ ngồi nghỉ tại các quảng trường của Jerusalem. Ai nấy đều cầm gậy vì cao tuổi. Các quảng trường của thành phố sẽ đầy những con trai và con gái vui chơi tại đó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: trong những ngày ấy, dù đó là điều lạ lùng dưới mắt dân sót này, thì dưới mắt ta nó có lạ lùng gì chăng? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: này, ta sẽ giải cứu dân ta từ các miền đất phương Đông và phương Tây. Ta sẽ đem họ về và họ sẽ ở giữa Jerusalem. Họ sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ trong sự thành tín và công chính. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: trong những ngày này, các con là những người nghe các lời từ miệng các nhà tiên tri. Trong ngày mà nhà Đức Giê-hô-va vạn quân
tức là đền thờ, được đặt nền móng để xây dựng, thì các con hãy làm tay mình mạnh mẽ. Vì trước những ngày ấy, người ta và súc vật đều không được trả tiền công. Vì và kẻ thù, người ra kẻ vào đều chẳng được bình an. Vì ta đã khiến mọi người nghịch cùng người lân cận mình. Nhưng bây giờ, ta sẽ không đối xử với dân sót này như trước nữa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì ở đó sẽ có hạt giống bình an. Cây nho sẽ sinh trái và đất sẽ sinh hoa lợi. Các tầng trời sẽ đổ sương mốc xuống. Ta sẽ cho những người sót lại của dân này được hưởng mọi điều đó. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên, các con đã trở thành lời nguyền rủa trong các nước thể nào, thì ta sẽ giải cứu các con và làm cho các con thành lời chúc phước thể ấy. Các con đừng sợ hãi, nhưng hãy làm cho tay mình mạnh mẽ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, như ta đã quyết định giáng tai họa cho các con, khi tổ phụ các con làm ta nổi giận, và ta không đổi ý, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay ta lại quyết định làm ơn cho Jerusalem và cho nhà Giu-đa. Các con đừng sợ, đây là những điều các con phải làm. Ai nấy hãy nói thật với người lân cận mình. Tại cổng thành, hãy xét xử chân thật, công minh và ôn hòa. Đừng toan tính điều ác trong lòng để làm hại người lân cận. Và đừng ưa thích việc thề dối, vì ta ghét tất cả những điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Kiêng ăn với niềm vui. Có lời Đức Giê-hô-va vạn quân lại phán với tôi. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán: các kỳ kiêng ăn vào tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 10 sẽ trở thành dịp vui mừng hớn hở và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Vậy hãy yêu chuộng sự chân thật và bình an. Các dân đông đảo kéo đến Jerusalem. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: các dân tộc và cư dân nhiều thành sẽ còn tuôn đến, và dân thành này sẽ đến mời dân thành khác. Nào, chúng ta hãy mau đến nài xin ơn Đức Giê-hô-va và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính tôi cũng đi nữa. Như vậy, các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Jerusalem để nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: trong những ngày ấy, sẽ có 10 người thuộc mọi ngôn ngữ từ các nước nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa và nói rằng: xin cho chúng tôi đi với các anh, vì chúng tôi có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở với các anh. Sa-cha-ri, chương 9. Tương lai của dân Israel. Các kẻ thù của Israel bị trừng phạt. Đây là lời tiên tri, lời Đức Giê-hô-va chống lại đất Ha-đơ-rắc, lời ấy cũng chống lại Đa-mách, vì mắt của mọi người và mọi bộ tộc Israel đều hướng lên Đức Giê-hô-va. Lời ấy cũng phán về Ha-mát giáp ranh với Đa-mách và phán về Ti-rơ, Sidon là các thành rất khôn ngoan. Dù Ti-rơ đã xây đồn lũy cho mình, thu chứa bạc nhiều như bụi đất và tích lũy vàng như bùn đất ngoài đường, nhưng này, Chúa sẽ tước đoạt hết tài sản của nó, đánh đổ quyền thế nó xuống biển, còn nó sẽ bị lửa thiêu nuốt. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ hãi, Ga-sa cũng đau đớn quằn quại, Ec-rôn cũng vậy vì niềm hy vọng của nó tiêu tan. Vua Ga-sa sẽ bị tiêu diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Đám dân tạp sẽ cư ngụ tại Ách-đốt. Ta sẽ diệt trừ sự kiêu ngạo của người Philistin. Ta sẽ xóa sạch máu khỏi miệng nó và lấy thức ăn ghê tởm ra khỏi răng nó. Nó sẽ như dân sót của Đức Chúa Trời chúng ta và sẽ như một tộc trưởng của Giu-đa. Còn Ec-rôn sẽ như người Jebusit. Ta sẽ đóng trại để canh giữ nhà ta, đề phòng người qua kẻ lại. Kẻ hà hiếp sẽ không còn giày xéo dân ta nữa, vì bây giờ ta đã để mắt trông coi họ. Vua Si-ôn ngự đến. Hỡi con gái Si-ôn, hãy hết sức vui mừng. Hỡi con gái Jerusalem, hãy reo hò mừng vui.
Này, vua ngươi đến với ngươi. Ngài là đấng công chính và ban sự cứu rỗi, khiêm tốn và cưỡi lừa. Một con lừa con là con của lừa cái. Ta sẽ diệt trừ chiến xa khỏi Ephraim và ngựa chiến khỏi Jerusalem. Cung tên dùng trong chiến trận cũng sẽ bị bẻ gãy. Và Ngài sẽ công bố hòa bình cho các nước. Quyền cai trị của Ngài sẽ trải suốt từ biển này đến biển kia, từ sông Cái cho đến tận cùng cõi đất. Sự phục hồi dân Chúa. Về phần con, vì huyết của giao ước ta lập với con, nên ta sẽ thả những kẻ bị giam cầm của con ra khỏi hố cạn. Hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn còn hy vọng, hãy trở về đồn lũy. Chính hôm nay ta công bố rằng ta sẽ bồi hoàn cho con gấp đôi. Ta sẽ dương Judah ra cho ta như cái cung, và Ephraim như mũi tên của nó. Hỡi Sion, ta sẽ thúc giục con cái của con chống lại con cái của Gia Văn, và ta sẽ khiến con như lưỡi gươm của dũng sĩ. Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ xuất hiện cho dân Ngài thấy, mũi tên Ngài sẽ phóng đi như tia chớp. Chúa Giê-hô-va sẽ thổi tù và Ngài tiến tới trong gió lốc phương Nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ. Họ sẽ ăn nuốt và giày đạp những viên đá dùng bắn ná. Họ sẽ uống và vui say ồn ào như người say rượu, và sẽ đầy tràn như cái bát, như các góc bàn thờ. Ngày ấy, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu dân mình như bầy chiên của Ngài. Họ sẽ chiếu sáng trên đất như những viên đá quý lấp lánh trên vương miện. Thật, mọi sự tốt lành đẹp đẽ biết bao. Ngũ cốc sẽ làm cho thanh niên tăng trưởng, và rượu mới làm cho thiếu nữ vui tươi. Sa-cha-ri chương 10. Sự cứu giúp chỉ đến từ Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va ban mưa cuối mùa. Đức Giê-hô-va sẽ làm sấm chớp và ban cho mưa dồi dào, để ai nấy có rau cỏ ngoài đồng. Vì các thần tượng chỉ nói điều hư không, các thầy bói chỉ thấy điều gian trá. Chúng rêu rao những chim bao giả dối và nói lời an ủi sổng tuết. Vì vậy dân chúng tan lạc như những con chiên khốn khổ vì không có người chăn. Cơn giận ta cháy phừng lên chống lại những kẻ chăn. Ta sẽ trừng phạt các nhà lãnh đạo. Khi Đức Giê-hô-va vạn quân thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, thì sẽ khiến họ như ngựa chiến oai phong ra trận. Từ nhà Giu-đa sẽ xuất hiện đá móng gốc nhà. Từ họ sẽ xuất hiện cọc lều. Từ họ sẽ xuất hiện cung nỏ chiến trận. Và từ họ sẽ xuất hiện mọi thủ lĩnh. Họ sẽ như những dũng sĩ giày đạp quân thù trong trận chiến, như bùn đất ngoài đường phố. Họ sẽ chiến đấu vì Đức Giê-hô-va ở với họ, và những người cưỡi ngựa sẽ phải xấu hổ. Israel sẽ được phục hồi. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa trở nên hùng mạnh, và sẽ giải cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng trở về vì thương xót chúng, và chúng sẽ như chưa từng bị ta từ bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, và sẽ nhậm lời chúng. Ép-sa-im sẽ trở nên như dũng sĩ, lòng chúng hân hoan như khi uống rượu say. Con cái chúng sẽ thấy và vui mừng, lòng chúng hoan hỷ trong Đức Giê-hô-va. Ta sẽ huýt sáo tập trung chúng lại, vì ta sẽ cứu chuộc chúng, và chúng sẽ trở nên đông đảo như xưa. Ta sẽ rải chúng ra giữa các dân, nhưng ở những miền xa xăm chúng sẽ nhớ đến ta. Chúng sẽ sống với con cái mình và sẽ trở về. Ta sẽ đem chúng trở về từ đất Ai Cập, tập hợp chúng lại từ Assyri. Ta sẽ đem chúng vào đất Galaad và Liban, nhưng chúng vẫn chưa tìm đủ chỗ ở. Chúng sẽ vượt qua biển khốn khổ, đánh tan sóng biển. Tất cả những chỗ sâu của sông Ninh sẽ cạn khô. Sự kiêu ngạo của Assyri sẽ bị đánh hạ, và cây trượng của Ai Cập sẽ biến đi. Ta sẽ làm cho chúng mạnh mẽ trong Đức Giê-hô-va, và chúng bước đi trong danh Ngài. Đức Giê-hô-va phán vậy.